sữa đậu nành Famicasi, ngon sánh mịn, chắc khỏe xương. Ông thì tinh khí hay thật thường lắm, khi mưa khi nắng khi vui buồn, mà thì hay tám vô tư hàng ngày. Ôi thật lắm lúc điên đầu, cha tôi lúc nào cũng không thành tài, nhưng bao thất bại cha vẫn không ngần ngại. Ủa, cô Dư Hiền. Ủa, em chào anh Hạnh. À, chào cô. Dạ. Ủa, hẹn hò với người ấy hả? À, dạ. Yên tâm đi, mà cái gì đâu mà ngại. Thực sự ra tôi biết chuyện giữa cô và em tôi rồi. Tôi kín miệng lắm. Hai người cứ tự do bay nhảy, bé xí bè xây cho tình cảm đi. Dạ, em cảm ơn anh Hạnh. Thật ra anh Phúc cũng hay nói với em á, về anh lắm á. Anh nói người mà trong nhà anh kính trọng nhất là anh Hạnh á. Là quỷ, có gì đâu mà kính trọng. Anh em với nhau không à. Dạ, không sao. À, anh đi hả? À, tôi đi nha. Dạ. Anh Phúc nói với anh nhiều lắm. Thì mình phải làm sao đó mới kính trọng mình chứ. Dạ. Kính trọng. Kính trọng, kính trọng, kính trọng, kính trọng. Dạ. Tôi đi nha cô. Dạ anh. Thầy cứ tiếp tục như vậy làm tôi rất khó xử. Tôi mong thầy có thể linh động giải quyết chuyện này trước ngày mai. Tại sao tôi phải làm như vậy? Anh là ai? Tôi là người mang đơn xin phép nghỉ học của em Nguyễn Thị Nụ. Được chưa? Anh là Nguyễn Thị Nụ à? Hay là ba của em Nguyễn Thị Nụ? Tại sao tôi phải chấp nhận cái đơn xin nghỉ học này chứ? Nếu như bé Nụ muốn nghỉ học thì đích thân bé Nụ, ít ra hoặc là ba má bé Nụ tới đây tôi mới chấp nhận. Tôi phải giải thích cho anh bao nhiêu lần nữa? Phụ huynh của em ấy không thể trực tiếp tới đây được. Vậy thì ít ra em ấy phải tới đây. Học sinh mà cứ nghỉ học như vậy hoài, thế nào cũng bị đuổi thôi. Vậy thì chừng nào em ấy bị đuổi thì hãy tính. Được, tôi hiểu anh. Mà nè, con bé ổn chứ? Anh yên tâm, con bé rất an toàn. Ai vậy anh? Anh cũng không biết nữa. Nghe nói là chú Du Mi. Rồi con bé có sao không anh? Anh cũng không biết nữa. Không biết bây giờ nó đang ở đâu nữa. Chỉ được cái làm cho người khác lo lắng thôi à. Con bé này. Sao rồi? Vẫn chưa liên lạc được hả? Dung My tự nhiên mất tích nữa rồi ông ơi. Ông ơi, giờ tụi bay làm sao đi Long? À, có gì đâu. Thì Dung My sẽ giống như lần trước thôi. Biến mất rồi sẽ xuất hiện lại mà. Đừng có lo lắng quá. Không có đâu, lần này tự nhiên tôi có tình cảm xấu lắm. Mà
giờ tôi phải làm sao đây? Mình dù mày tôi không có sống nổi đâu Lộc mà. Thôi mà, đừng có nói như vậy chứ. Sao Tiên lại không sống nổi là sao? Ông còn tôi ở đây mà. Yên tâm đi, tôi sẽ giúp ông tìm mẹ Yumi nha. Yumi ơi, chị tôi hả? Chị có hai chị bé Năm không? Ủa dạ, tôi là bé Năm nè. Ủa mà chị là ai sao biết tôi? Chị em ơi, chị không nhớ em hả? Ai? Em là Út Mén nè, ở cùng quê chị ở chỗ Kênh Chuối á. Út Mén ở Kênh Chuối đây hả? Đúng rồi em. Út ơi, mấy chục năm rồi không có gặp, khỏe không? Khỏe. Trời ơi vậy hả? Ê đi đâu vậy? Nhà tôi gần đây nè, lại nhà tôi chơi. Vậy hả? Đây thôi đi luôn đi ơi. Trời, tôi lại tôi với bà về nhà thiếu gì nói chuyện đó. Ủa, con Châu kìa. Ủa, con Châu kìa. Kìa. Gì? Sống vậy em coi được không? Ông có còn coi tôi là đồng hương của ông không? Thì ông lúc nào cũng là đường không? Ông quên được đồng hương. Tại sao ông đi ăn nhậu mà ông không kêu tôi? Tao coi biết ông ở đâu kêu. Vậy chứ hai bạn tôi sao ông biết mà ông kêu? Thì tôi thích thay ông này. À, nói vậy là ông không thích tôi phải không? Làm biết ai ai thích hơn. Thích hơn, thích hơn. Ở ngoài quán hả? Ủa cái gì? Ông nhớ hồi thanh niên không? Hả? Thích không? Thích không? Hai ông này ngộ thiệt ta. Cứ gặp nhau là cứ gây với nhau không à. Cười thiệt á. Đào quá. Tính tiền đi gì quán ơi. Muốn xiết nữa không? Muốn xiết nữa không? Sao vậy? Chờ tôi ăn nhậu xong rồi mới tính tiền chứ mới vô ngồi tính tiền cái gì. Chờ chút xíu, đi toilet rồi ra tính tiền. Ngồi chờ nha. Cha nào. Thôi hết vui. Tôi không ưa cha này. Thôi về trước rồi, mấy ông ở lại tính tiền nha. Ủa, không nhậu nữa hả? Dạ, nhẹ. Dạ, chà. Ủa, đang chơi game hả anh Hai? Ừ. Nay không có hẹn với cô Dự Hiền hay sao về sớm vậy? Dạ, tụi em đi uống cà phê xong có chút việc, em về luôn. À, Phúc. Ừ? Làm cho em một cái sandwich em. Bây giờ hả anh Hai? Ừ, em mang sandwich do tới chính tay em làm á. Dạ, để em làm liền cho. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thế. Ủa anh Hai, anh Hai muốn ăn trứng hay là muốn ăn mứt? Trứng đi em. Dạ. Trong lịch sử Tam Quốc Chí, Triệu Tử Long đã làm nên một huyền thoại, đó là hôm ấu chúa đột phá dòng dây của hàng trăm vạn quân Tào Tháo. Triệu Tử Long có thể đội cả trăm vạn quân địch như vậy chính là vì có lòng trung với chúa. Triệu Tử Long trao ấu chúa cho Lưu Bị cũng có thể sánh như chuyện Nguyễn Đức Phúc trao bánh sandwich cho người anh mà nó kính trọng. Sao? Nhìn thấy con biết cái gì sao? Thằng Phúc làm cho anh á. À, cái vụ chú Phúc kính trọng anh chứ gì? Oh yeah. Bữa sao em hời hợt quá vậy? Hả? Trời, em không có biết đâu. Thằng Phúc là một người rất là đặc biệt. Một khi nó đã dành một tình cảm đặc biệt cho người nào đó rồi, người đó cũng phải rất là đặc biệt. Nó kính trọng anh, chứng tỏ cả nhà này sẽ nhìn anh bằng một ánh mắt khác. Trời đất ơi, vậy luôn hả? Sao không vậy em? Phúc nó cá tính mà. Phúc nó rất cá tính, Phúc kính trọng anh. Gia đình kính trọng anh. Xã hội sẽ kính trọng anh. Rồi đây,
cả xã hội này sẽ kính trọng Nguyễn Đức Hạnh. Chồng tôi chưa hết đâu, cô Diệu Hiền cũng biết chuyện nó kính trọng anh, cô Diệu Hiền cũng sẽ kính trọng anh, cả nhà trường cũng kính trọng anh, thầy hiệu phó kính trọng anh, mấy đứa học sinh kính trọng anh, 20 tháng 11 dám mua quà tặng anh lắm. Khoan, sao có cô Diệu Hiền ở đây nữa vậy? Có chuyện gì nói em nghe. Đâu có chuyện gì đâu. Tại sao mà có cô Diệu Hiền ở đây? Tại sao mà khi cô Diệu Hiền biết chuyện này thì cô Diệu Hiền cũng kính trọng anh? Hả? Em hiểu chuyện đó đâu. Mẹ răng. Nói em nghe đi chồng, chắc chắn là có chuyện gì. Dạ thì em đoán được rồi. Đừng nói tầm bậy tầm bạ nha, chị không như em nghĩ đâu. Chị chứ chuyện gì như em nghĩ? Trong đầu anh đang nghĩ em nghĩ cái gì hả? Nói nghe đi nha. Tại sao chú Phúc lại kính trọng anh? Chú Phúc với cô Diệu Hiền có gì hả? Không lẽ em anh cũng giấu? Nói em nghe đi chồng. Nói. Oh no. Nhìn cuộc sống của chị bây giờ em thấy cũng mừng ở chị á. Có gì đâu, cũng bình thường thôi mà. À, cách đây mấy hôm á em mới gặp anh Châu á. Vậy hả? Nè, ổng ở gần đây nè. Ủa vậy hả? Ừ. Nhớ hồi xưa á, anh Châu á, anh đầy đủ chị dễ sợ luôn vậy đó nha. Trời ơi, chuyện mình xưa lơ xưa lắc rồi nhắc lại gì nữa. Ăn bánh uống trà đi bà ơi. Hỏi ngon lắm, ăn đi. Ủa mà chị, hồi đó anh Châu cũng theo chị vậy đó, rồi chị có nói cho anh Nghĩa biết không? Nói cho ổng biết làm chi, trời ơi, nói mắc công ổng quạo quọ. Thôi, đừng thèm nói. Chưa rồi nhắc đó bà ơi. Ủa, ông xã, ông mới về hả? À, ông Nghĩa, ông nhớ không? Bà Mén nè, Mén hồi xưa ở quê mình á. Dạ, em chào anh Nghĩa. Trời ơi, tao nói trùng hợp gì đâu, mấy chục năm rồi mới gặp lại bà đó. Xưa, ông Châu cũng thích bà. Ừ? À, bà biết nè. Chị xưa lơ xưa lắc rồi, nhắc làm chi nữa. Không sao chứ anh, gì trời. Không, à, mọi bữa về trễ, nay về sớm vậy? Sớm trễ cái gì? Trời ơi, hết hồn. Tại sao mà giấu tôi? Giấu cái gì? Giấu cái gì ông Châu thích bà từ xưa tới giờ đó. Trời ơi, chuyện đó xưa quá khứ mà có gì đâu mà giấu. Giấu xưa quá khứ cái gì? Trời đất ơi, giấu gì em không nói tiếng nào suốt mấy chục năm trời. Tôi nói là tôi với ổng có gì giấu, tại tôi thấy đâu có gì đâu phải nói mà giấu. Không có phải nói chứ hả? Vậy vậy là bà giấu gì cái chuyện với ông Châu để bà bước vào cuộc đời của tôi. Không có gì hết mà ông muốn quậy phải không? Tôi quậy cho tôi, ông coi nè. Quậy gì? Tôi với ông Châu không có gì cho nên tôi không nói. Còn cái người có gì là ông với bà Thu Phương đó. Có chuyện gì ba với mẹ nói lớn tiếng với người ta? Ủa, chú Phúc mới về hả? Dạ, chị Hai. Chị Hai thấy anh Hạnh đâu không? Có gì không chú? Dạ, anh Hạnh nói muốn ăn cái bánh này nè. Anh Hạnh nói ngon lắm, cho em chạy đi mua cho anh Hạnh á. Chà, dạo này thấy tâm trạng tốt ghê á. Đang hẹn hò phải không chú? Hiện gì thấy hạnh phúc hẳn luôn. Chị Hai, chị Hai muốn gây chuyện nữa hả chị Hai? Gây chuyện cái gì đâu? Có phải chuyện này anh Hai phát hiện đúng không? Chị nói cái gì? Hèn gì, từ hôm bữa giờ tự nhiên kính trọng anh Hai dữ vậy? Chị mẹ ép anh quá. Em nói rồi, hết giờ tiếp khách rồi, mời anh ra cho đi, em đóng cửa. Nè, em có nói chuyện với anh, em mới tôn trọng anh chứ. Em nói chuyện với một người em tôn trọng như vậy mới sao? Em chưa khinh anh là mấy rồi đó. Ở đó mà tôn trọng hả?
Đáng lý ra em phải biết anh là người như vậy rồi. Anh là một con người nhiều chuyện, uổng công em tôn trọng anh. Bây giờ đi ra đi, em đóng cửa. Nhưng mà mày... Nhưng mà cái gì? Anh đi ra. Phúc à, Phúc. Ý da, Phúc ơi. Phúc. Nghe anh nói nè. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em, đúng rồi, anh không có nên nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà Phúc ơi, em biết rồi, anh lúc nào cũng là một cái người mà đáng để em kính trọng hết đó Phúc. Anh không phải như vậy đâu Phúc. Em phải thông cảm cho anh. Nè, bánh của anh đó, ăn đi. Ăn đi có sức để mà nhiều chuyện. Ăn đi có sức để nói chị hai, nha. Anh sao vậy? Anh sao vậy hả? Con Phúc nó không còn kính trọng anh nữa. Em biết nó nói với anh sao? Nó nói là tôi cũng khinh anh là hơn lắm. Trời ơi, cái chuyện này nó đâu có cái gì đâu anh. Chuyện này nhỏ xíu à, đâu có gì ghê gớm đâu nè. Với em là khác, với anh là khác. Với em chuyện kính trọng hay kính thương không quan trọng. Nhưng mà với anh muốn được kính trọng. Anh làm tất cả mọi thứ để được kính trọng anh. Bây giờ anh yêu hết. Anh phải làm cho nó kính trọng anh. Anh làm gì vậy? Anh phải làm cho nó kính trọng anh. Anh sữa đậu nành Farmy Canxi, ngon sánh mịn, chắc khỏe xương. Ông nghe. Hả? Ông làm gì mà ông thấy mặt tôi ông trốn vậy anh? Không có, ông kêu tôi hả? Không có nghe. Em. Bữa nay tao nói cái tai nó đau quá. Tính nhờ ông qua phòng mạch chăm cứu cái cho nó đỡ cái coi. Mà phòng khám đóng cửa rồi. Đóng cửa bây giờ đau quá, bạn bè nhờ giúp đỡ cái đi. Thôi để bữa khác đi bà nghe. Trời ơi sao khổ ông quá. Chờ bữa khác là nó nhích chịu không có nổi đâu. Bạn bè mà. Anh Châu, tới chơi hả anh Châu? Anh chào ông. Chào anh. Chào Năm. Dạ. Sao tự nhiên thằng cha này ngây người ra vậy? Hay là nó vẫn còn mê vợ mình? Cháu tôi nó chào ông kìa. Dạ nãy con chào ông chưa nghe. À chào cháu. À mới đi chợ gì hả? Để bấm bóp cho em nha. Không làm vậy. Không, để anh bấm bóp cho em. Em biết đi, đi chợ gì mỏi phải không? Nội ngộ quá nội. Chợ gì mỏi ha cưng ha. Ông nghĩ. Hả? Giờ tôi qua tôi phòng mạch tôi chờ ông nghe ngang. Ngang. Dạ anh đi. Vô đi. Chờ về đi lẹ vô đi. Sửa đó. Vô đi. Ủa nội, sao nãy con thấy ông nội yêu thương bà nội lắm mà. Sao giờ ông nội kỳ vậy ông nội? Đi đi, biết gì, đi vô. Mày nắng thất thường quá đi trời. Đi vô luôn. Dạ. Thôi con mở ra nội. Cái cửa này nhà mình nó bị rít đó nội. Đó coi chừng. Ông nội có vô không nội? Kệ tôi. Dạ rồi. Đồ cho già xấu xa. Ông rít chỗ đó. Tôi sẽ dạy cho ông một bài học. Nhìn vợ người khác thì sẽ không yên đâu. Lòng kính trọng của nó đã sống lại chưa ta? Chú. Cái gì chú? Đó. Con chạy vô trọng. Con hỏi chú Phúc một vài chuyện được không? Là con hỏi gì chú vài chuyện về chú Phúc gì? Là con biết là... Khoan. Biết hỏi chuyện gì không? Gấp cái gì? Chuyện gì về chú? Con hỏi là chú Phúc ơi, chú Phúc nghĩ như thế nào về chú Hạnh? Đó
Rồi, con biết rồi, đơn giản mà. Được nha. Rồi, rồi, biết rồi. Cười sao Tiến bắt con nít vào hỏi chi, sao chúng tự vào hỏi sao chú đi con ăn trực là giỏi, không giúp ích được gì hết. Không biết gì đâu, tại sao vậy hả? Tại sao tới giờ này mà ông vẫn còn tình cảm với vợ tôi là sao? Hèn chi luôn luôn kiếm chuyện với tôi, mấy chục năm rồi mà không quên được là sao? Vẫn còn nhớ nhung là sao? À, thôi được, tôi đã biết được điểm yếu của ông rồi. Kỳ này ông sẽ chết với tay tôi. Mỹ gì ạ? Trời đất ơi, ông này ông điên rồi. Tối ngồi cười khang à trời. À ba, quên nữa. Trưa nay tôi có rủ mấy người bạn về ăn cơm trưa nha bà, chuẩn bị nghe. Ủa, dịp gì mà mời tôi tới vậy? Ủa, tự nhiên mình thích rủ về ăn uống chứ cần gì phải có dịp gì mới được ăn. Nay ông lạ nghe. Phúc, ăn mì không? Mẹ làm cho. Dạ con chưa đói lắm, ăn mẹ. Thằng này ngày nào đi làm mới về ăn cơm trễ, rồi chủ nhật rồi ngủ nướng tới giờ hả? Ăn đại đi chứ rồi còn muốn gì nữa. Bà, con nghĩ bà không nên nói Phúc như vậy. Hả? Phúc nó lớn rồi. Dạ. Đi làm sao tránh khỏi những cái chuyện mà giao lưu ngoại giao đồ. Ba, đừng có xen sâu vào chuyện cá nhân của Phúc nữa ba. Kỳ. Ba nói cho bộ nói con hả? Con chỉ thấy sao con nói vậy thôi. Phúc nó cần khoảng một thời gian riêng tư. Nó muốn sống một mình, nó muốn ở một mình. Nó lớn rồi, nó phải có một cái gì đó độc lập của nó chứ ba. Mày nói tao no luôn. Chú ơi, Phúc nói gì? Phúc nói cái gì? Chú Phúc nói là chú đừng có như con nít, toàn hỏi một câu nhắn nhít, đừng như đèn giao thông lúc nào cũng kêu tít tít, thật là nhức đầu. Rồi mày không nói gì hết? Không nói gì đâu. Trời ơi, có ăn hại thiệt luôn á Long. Nhờ bao nhiêu chuyện không có chuyện nào cũng làm được hết á. Đi về. Ủa con đi đi. Vô nhà này chỉ giỏi ăn không có làm bất cứ gì được. Thì con đang giúp đúng không ạ? Ê, hay à? Cái gì kỳ trời? Đi chung đi. Khách sáo với anh hả? Giữ kẻ gì? Ừ, đặt chia thời gian nữa. Rồi em cứ chạy xe ở đây đi, rồi tụi mình đi nha. Đồ đạc gì mà nhăn nheo dữ vậy ta? Cái này sao mà đi? Chắc phải đem ra tiệm cho nó ủi quá. Bộ này đi cũng được. Không bao giờ mình có thể quên cái lần đầu tiên mình được kính trọng. Thằng Phúc từ ký túc xá về nhà, nhìn thấy bộ đồ được ủi thẳng thớm trên giường, nó đã kính trọng mình. Bây giờ mình phải làm cho nó cảm nhận được những giọt mồ hôi trong bộ đồ ủi thẳng. Chết. Ủa? Bộ đồ đâu rồi ta? Mẹ ơi!
Nè, đồ của em anh ủi xong rồi, không cần cảm ơn anh, đi sớm về sớm nha. Xong chưa bà ơi, có bạn tôi tới rồi nè. À, rồi rồi rồi. Mời mấy anh vô, mấy vô. Dạ. À, mời rồi. Dạ, chào mấy anh. Mấy anh mới tới hả? Xong chưa bà? Tôi đem lên viện giờ á. Dạ, chào chị. Tôi nói với ổng rồi, tới đi chơi được rồi, bà đã ăn nhậu chi cho nó phiền phức với chị quá. Mà ổng không có chịu. Sao được? Phiền phức vậy anh? Mấy anh tới chơi là quý rồi. Ngồi xuống. Được rồi. Ngồi xuống đi. Để tôi xuống bếp tôi dọn lên. Thôi được rồi, bây giờ ngồi nói chuyện chút đi. Trời ơi, sao làm mình vậy? Anh không thích gì? Anh thích em á là phải có người phụ giúp em nha. Làm gì vậy? Nhẹ luôn á đi. Nghe, trời ơi coi, lớn tuổi nha mà sắc đẹp vẫn còn mặn mòi như hồi trẻ. Thích quá đi nè, coi là mặt vẫn cái là dạ. Dễ thương vô cùng, mặt tươi tắn. Dễ thương quá nè. Mời các anh. Chúc mừng sức khỏe nha. Dạ, chúc sức khỏe. Mấy anh ăn uống tự nhiên có nhớ nhà nha. Rồi bà xã ngồi đi, rồi bà xã ngồi đi. Thôi mấy ông nhậu nhẹt để tôi xuống bếp. Thôi ngồi xuống. Đúng là chạy luôn, chị ngồi ăn với tôi, từ từ cho vui. Dạ. Ngồi đi. Dễ thương. Nhậu đây. Thầy mệt mỏi lắm phải không? Nè, nãy giờ nấu bếp nhức mỏi. Đây nè, cứng ngắc rồi nè. Thôi để anh massage cho em nghe. Ông làm gì? Thôi để anh massage cho. Giờ dạ, bệnh chị á, giống y như là hai vợ chồng son á. Dạ. Ôi mà. Tôi nhìn anh, tôi ganh tị lắm đó nha. Đó. Ừ, anh được rồi. Có gì đâu, được chưa, được chưa. Ông xã ngồi ngồi. Rồi, bây giờ hai vợ chồng tôi á, coi vậy nha. 50 năm vẫn còn chạy tốt. Yeah. Bây giờ em ăn nha, anh đút em ăn nha. Thôi trời ơi, anh ăn với bạn bè. Thôi, em ăn đi. Anh, cái này nha. À, chỏ già, quên, chả giò. Đi, thôi, ăn đi, ăn cho anh vui nè. Em mâm miếng đi. Tôi nhìn thấy mà muốn chả miếng nó mũi luôn rồi đó. Ồ, ngon chưa. Nè, em coi kìa. Gà rồi mà còn nhõng nhẽo với vợ kìa. Thôi có, bây giờ nè, bây giờ tới em. Em đút anh ăn à. Anh thích em đúc anh ăn. Đúc anh ăn đi. Anh đúc, anh thích gì vậy? Kén thương. Kén thương. Kén thương. Kén thương. Ngon quá hả? Anh đúc anh mới thấy ngon. Đúc anh nữa. Anh dùng ra. Anh trao dùng đi cho. Ngon lỗi em nghe. Toilet đâu à? Dạ anh, ơn sao? Cảm ơn Năm. Đã quá bà ơi, hôm nay sướng vô cùng, đã được mối thù 50 năm rồi. Mẹ, bạn bè ông sắp sửa đi về xong dưới tiễn ta mà đứng lên đây nhảy nhót kìa trời. Cái gì thằng cá trâu chết bầm đó hả con? Lâu tôi hạ rồi để bữa nay rồi. Cái gì? Ông điên quá đi. Ông điên quá. Ông điên quá. Vui đi. Ông điên quá. Trời ơi. Thôi đừng có hùng quá đi. Trời ơi. Thiệt tình á. Rõ ràng nét mặt của nó đã thay đổi. Không biết lòng kính trọng nó có quay trở lại chưa nữa. Lúc về em nhớ mua một ký thịt đùi giùm anh nha. Người anh mà em rất kính trọng.
muốn ăn thì tự đi mua đi. Em đang đi hẹn hò, không có thời gian mà kính trọng. Ủa? Về trễ gì hả chú? Dạ. Ủa? Em đi về, về có mua thịt cho anh không? Giờ này mua thịt gì nữa anh hai? Ngay mà. Mất lịch sự quá. Người gì đâu kỳ cục. Trời đất ơi anh. Anh muốn người ta kính trọng anh mà anh làm kiểu đó, ai kính trọng anh được? Anh không cần nó kính trọng nữa. Ủa, ai giấu anh Châu kìa? Ủa, bà nào ta? Ủa, ông Châu đi với ai vậy? Nghe nói hình như là vợ sắp cưới của ảnh hả vậy anh? Vợ sắp cưới hả? Dạ. Ủa, mà trời đất ơi, già xuống lỗ đến nơi rồi còn bày đặt rồi cưới vợ. Tôi nghe hai người gặp nhau mấy tháng nay ở nhà văn hóa rồi nảy sinh tình cảm. Ôi mà thôi, dầu gì vợ ông cũng chết lâu rồi. Chết. Châu ơi. Châu. Chào các bạn. Ổn kìa. Chào anh chị. Chào mấy bạn. Cha, vợ sắp cưới của anh Châu. Hãy cùng đứng lên và phát minh đi nào. Đứng lên và sáng tạo. Nói sao vậy nói? Mặc dù làm nói trớn nhưng mà nội cũng có thể là một nhà phát minh. Bao nhiêu thế? Dưới vào đây kìa. Bộ hai người đang hẹn hò hả? Ừ, tụi tôi đang hẹn hò mà. Đón xem tập 171 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 13 tháng 11 năm 2017 trên kênh HTV7. Sữa đậu nành Famicasi ngon sánh mịn chắc khỏe xương. Hey!